tối 24 tháng 9, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Tùng Vân, 90 tuổi và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi đây được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Để tiến hành các bước điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Trong sáng ngày 24 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an Long An cho biết thời gian qua có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng Lê Tùng Vân và những người lớn ở Tịnh Thất Bồng Lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cơ quan An ninh Điều tra lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không.